là tiếng Nhật ấn tượng là nụ cười. Cười chín mồm. Cười rất là răng. Phải nói là răng rất đặc biệt. Rồi còn em thì sao cho? Thì sao? Em thì không có ấn tượng gì. Chỉ là không hề ấn tượng gì bạn này luôn. Ai đẹp trai thế mà không thấy rất đẹp trai giống làm nhà băng á. Ờ đúng vậy. Đó, ta chẳng có nhiều trai đẹp lắm vậy. Đến năm 2018 bọn em mới cưới theo hình thức cưới tập thể của thành phố này. Ở nhà quá niên không? Dạ. Tụi em thì cũng không có dự định là có em bé. Tại vì đa phần sức khỏe tụi em thì cũng không tốt. Đúng rồi. Rồi kinh tế cũng không tốt. Rồi mẹ em thì mất rồi, các em thì đã lập gia đình hết. Mẹ, ba mẹ anh thì cũng đã lớn tuổi rồi. Nếu mà tụi em có em bé thì bắt buộc phải có người chăm phụ. Đúng chăm rồi. Phụ. Đây, để anh ghế đi ha. Được không? Mẹn. Trước tiên là thay mặt chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn hai vợ chồng em đã đến với chương trình trong trường quay ngày hôm nay. Và bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quốc Thịnh, xin chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Xin chào chương trình. Em là Danh Quốc Lực, em sinh năm 82, em ở Bắc Cạn ạ. Em bán bông bên Hồ Thị Kỷ. Ủa gì hả? Em có hay thấy anh không? Dạ có. Dạ. Thiệt không? Có thấy anh trong chợ Hội Kỷ không? Tại vì anh đi hoài à. Anh là thường xuyên đi vô chợ Hội Thị Kỷ mua hoa và cắm. Dạ. Mai mốt biết anh qua bên shop của em anh mua. Ừ đúng rồi đó. Em bên shop Lê Cho ở 40 Hồ Thị Kỷ. Mọi người nhớ nhà số 40 Hồ Thị Kỷ, shop Lê Cho. Mời em. Em xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân, chào đài truyền hình và chào quý khán giả. Em là Lê Thị Bích Cho. Em sinh năm 1987. Quê em ở Bình Định. Hiện em ở ủa số 40 Hồ Thị Kỷ. Là hai vợ chồng bán bông hết đúng không? Dạ. Ủa cho chứ mà cho đúng không? Dạ cho lại nha. Cho đi. Lê cho. Cho nhận này. Bây giờ anh rất muốn biết cái mối tình của hai bạn như thế nào. Lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu nè? Có ấn tượng gì về nhau không nè? Bọn em thì học chung một trường khuyết tật nên gặp nhau trong đấy. À vậy hả? Dạ. Là cách đây bao lâu rồi cưng? Bọn em quen nhau từ năm 12, năm 2012. 2012. Chín năm mới lộn được. Ủa nhưng mà lúc đó là các em ở đâu ạ? Em ở Bắc Cạn, em vô học ở Sài Gòn, ở trong trường khuyết tật Hóc Môn. Chị rất muốn biết là khi tụi em gặp nhau trong trường á, thì là tụi coi tụi em gặp nhau, tụi em có ấn tượng gì với nhau liền không? Lần đầu tiên thì gặp lần đầu tiên em ấn tượng là nụ cười. Cười xinh mồm. Cười rất là răng. Phải nói là răng rất đặc biệt. Rồi còn em thì sao cho? Thì sao? Em thì không có ấn tượng gì. Chỉ ủa, là em không hề ấn tượng gì bạn này luôn. Ai đẹp trai thế mà không ấn tượng này thấy rất đẹp trai giống làm nhà băng á. Ờ đúng vậy. Tại trong đó nhiều trai đẹp lắm chứ. Nhớ anh xã em là mỗi ngày đi bạn ở trên dãy Nam á, thì mỗi ngày tụi em đi ăn cơm á, cứ đi lên là đi về là thấy bạn này ăn nhanh lắm. Ở về trước là bạn cứ ngồi ở trên cái hành lang á, nhìn trời nhìn đất, thế là lại có ấn tượng. Rồi ngày nào cũng đi qua ghẹo kéo xe một cái đi về. Đi lên lại kéo xe một cái, đi lên. Vậy hả? Chắc là để ý nè. Rồi xong rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là trò chuyện với nhau? Sau đó bọn em ký túc xá Nam hay chơi cờ tướng ở bên hành lang á. Thì bạn này cũng mê cờ tướng. Thế là mỗi lần đi qua đấy là không về giành nước ngay mà là ngồi chơi cờ tướng. À vậy đó hả? Bạn em chơi giỏi không? Chơi thì cũng không giỏi, chơi đến thua không à. Nhưng mà cái là thích đánh. Có bao giờ thắng được bạn này không? Không, hôm nào bạn ấy mê mà bạn nhìn em là bạn ấy bị thua. Đó, anh giống người ta thả đó. Điều gì mà khiến cho hai bạn coi như là đồng cảm với nhau và thương nhau? Tụi em là người khuyết tật thì thường có những nỗi buồn và những cái tâm trạng á, khó nói với người khác và cũng khó người khác hiểu được. Nhưng mà cùng cảnh ngộ thì dễ hiểu lắm. Nhưng mà chị xin lỗi là cái tai nạn là do đâu? Hay là mình bẩm sinh hay như thế nào? Không, em thì năm 15 tuổi em đi chọc cây á. Em leo cây em bị té rồi bị chùn cột sống. Em bị liệt hai chân. Trùng cột sống em. Trùng á. Còn cho thì sao? Em thì năm em 22 tuổi á, 2007 á, bị bệnh viêm tủy cổ. Viêm tủy cổ ha. Thì từ đó bị liệt toàn thân, hai chân, hai tay. Rồi em tập nó trị liệu nhiều lắm, tập cũng hết 8 năm. Mới đi lại được. Dạ. Em thật sự lúc mà em đứng ở trong đó, anh không nghĩ em là người khuyết tật. Chị cũng vậy đó. Đúng vậy. Chị cũng vậy đó. Nên khi em bước ra đó thì anh mới bất ngờ. Thì đa phần người bình thường mới nhìn em thì không biết em là người khuyết tật. Đúng rồi. Mà chỉ lúc em đi thì để ý một xíu thì biết, còn nếu mà bình thường em mặc đồ ngoài em đi bình thường thì không ai biết. Mà cái tay em thì nếu mà nhìn để ý thì biết. Vậy là cái lúc mà hai đứa yêu nhau á thì hai đứa mà còn bạn bè với nhau thì đứa nào sẽ là đứa tỏ tình trước? Chắc bên này đúng không? Không. Không đúng. Em là người tỏ tình bên này. Ồ vậy hả? Dạ. Tình cờ một hôm em về thì mới gọi điện. Và điện rồi nói chuyện chơi với nhau á cũng phải được 6 tháng. Hồi đó em làm học may, đi học may thì có một bạn thân của em cũng học ở đó, xong rồi cái ngày sinh nhật của anh, chúc mừng sinh nhật anh, xong cái bạn kia nói là em mà thích bạn này rồi, xong bạn ấy nói đối là em sẽ không bao giờ tỏ tình. Cái nói vậy giờ muốn gì đi tỏ tình cho thêm. Kêu là tỏ tình. Nhắn tin tỏ tình, cái bạn này nhận xong im ru luôn.
Dạ có tình là do cá độ rồi. Em có biết là không biết là do cá độ không? Hay là bây giờ mới biết? Dạ em không biết, sau đó thì biết. Sau đó cái phải 2 ngày sau á, cái bạn này tắt điện thoại. Luôn là ngày nào cũng gọi điện. Thời gian lâu rồi, nay đi xuống thăm em mấy lần. Nói chung là em cũng cảm nhận được tình cảm nhiều. Xuống đi thăm mấy lần, tức là em vẫn ở trường, bạn này ở nhà. Trường, bạn ở thì ở bên tận bên quận 7 cơ. Mỗi lần đi bắt đi xe buýt để xuống đến Hóc Môn phải 2 tiếng, 2 tiếng mấy mới tới. Mà hầu như là tháng nào cũng đi khoảng 1-2 lần. Nên em cũng cảm động cái đấy. Cảm động không? Yêu nhau như vậy đó là trong bao nhiêu lâu? Rồi sau đó là em có về Bắc Cạn lại không hay như thế nào? Có, em học ở trong trường được 2 năm. Đợi xin việc có các công ty vào ấy mà em đi xe lăn. Nên các công ty vô không có tuyển em. Không tuyển. Dạ, thế là em xin về. Về Bắc Cạn đó phải không? Dạ, xin về Bắc Cạn. Ồ, rồi lúc đó là hai đứa yêu xa luôn. Dạ, em về quê, em có làm ở quê 2 năm rồi. Rồi thời gian đó là cho có ra thăm bạn này không? Có, đó, bạn này ra một lần. Thì lúc đó em là vẫn còn đi vật lý trị liệu. Thì lúc đó là em một buổi đi tập, một buổi em đi bán vé số. Thì thường là Tết thì bán số lượng nó sẽ tăng hơn, mình sẽ có tiền nhiều hơn và em không có đi tập một ngày nào một buổi nữa. Em dành hết thời gian đi bán. Thì bắt đầu em mới dành dùm tiền đó ra riêng, là em mới mua vé đi ra thăm ảnh. Ồ vậy dạ. Cưng quá vậy. Dạ. Đi xe lửa hay là đi máy bay hay là em sao? Em đi máy bay. Lúc đó em nhiều làm lắm nghe. Không có nhiều tiền lắm, một năm thì là em làm mấy ngày Tết thì chỉ kiếm được mấy triệu. Đủ để em trang trải cho một năm em đi vật lý trị liệu. Thế là nói là em chỉ có chuyến đi ra thôi chứ em không có chuyến đi vào. Vậy là em phải nói là anh phải để dành tiền để cho anh chuyến vô đi em mới ra thăm anh được. Cái lúc mà hai bạn gặp lại nhau á, cảm xúc của em lúc em gặp lại bạn trời, lúc đầu tiên mà gặp á không biết nói lần nào luôn á. Tự nhiên khóc không? Cảm xúc đó không khóc nhưng mà tự nhiên không biết nói gì luôn. Thế đó nhìn nhau. Thế vậy còn em thì sao? Khi em gặp em thì cô ấy... lúc bạn ấy nói là ra thăm em thì thực sự em rất vui nhưng mà em vẫn không tin lắm. Không tin là bạn sẽ ra đúng không? Đến lúc ra nhìn thấy bạn ấy thực sự là em thấy nói chung là người nó bị đơ. Thương đúng không? Thương. Thực sự là nó bị đơ mất mấy giây. Rồi sau đó thì chắc có nghĩa là em cảm nhận được rằng đây chính là người phụ nữ của đời mình, đúng không? Dạ. Sau đấy vì bạn ấy phổi bạn ấy yếu, không ở được ở ngoài Bắc. Rồi bạn ấy về rồi em suy nghĩ rồi bảo em ở đây thì trong lúc đấy em cảm nhận được tình cảm của bạn ấy rất là rõ ràng nên em quyết định dẹp cái tiệm tạp hóa của em vô đây. Vô đây luôn. À, vô Nam luôn. Dạ. À, sau hai đứa làm đám cưới? Dạ không, bạn ấy vào từ 2015 vào đây làm kinh hoàng 3 năm. Thì sau bắt đầu đó thì em của em nó mà xếp hoa. Rồi đó. Thì bắt đầu là kêu em về làm bản bầu. Vào đây bao lâu thì các em mới đám cưới? 2017. Thì bắt đầu tụi em quyết định là về sống chung với nhau. Đến năm 2018 bọn em mới cưới theo hình thức cưới tập thể của thành phố này. Ở nhà quá niên đúng không? Dạ. Rồi hai đứa là cưới nhau được bao nhiêu lâu rồi ta? 2018 đến nay là tụi em được 3 năm rồi đó. Được 3 năm. Vậy là mình đã có em bé gì chưa? Dạ chưa. Tụi em thì cũng không có dự định là có em bé. Tại vì đa phần sức khỏe tụi em thì cũng không tốt. Đúng rồi. Rồi kinh tế cũng không tốt. Rồi mẹ em thì mất rồi. Các em thì cũng đã lập gia đình hết. Mẹ ba mẹ anh thì cũng đã lớn tuổi rồi. Nếu mà tụi em có em bé thì bắt buộc phải có người trông phụ. Đúng trông rồi. Phụ. Rồi trong cuộc sống là tụi em có xung khắc không? Cũng có. Có hay cãi lộn nhau không? Đó. Em với bạn ấy thì là trái tính hoàn toàn vậy. Nên xung khắc trong cuộc sống là thường xuyên xung khắc. Mà về vấn đề gì? Có nhiều vấn đề, nói chung tụi em thì xoay quanh ba cái tại vì tụi em làm cùng một công việc. Thường cãi nhau về công việc. Ví dụ như là một vấn đề em cho nó là sai thì bạn này cho là đúng. Là đúng. Không sai. Bạn nói là một vấn đề thì có thể nhìn nhận cách này nhìn nhận cách khác. Mắt em nhìn nhận sai nhưng mắt anh nhìn nhận không sai. Còn em là có cái tính là sai hoặc đúng. Chứ không thể nào mà nhìn nhận khác được. Còn điểm khác nhau mình bông bánh cắm gì nè, anh nói gì đẹp đó nhưng mà em thấy không đẹp. Ví dụ gì đó, anh thì nói dù cắm bằng mặt thì là đẹp, còn em thì không được. Phải cắm cao cắm thấp mới đẹp, cắm chỗ này mới đẹp. Bắt đầu là riêng cái chuyện cắm bông không, bạn em cũng gây chút ngại. Thôi bây giờ hai đứa cứ cắm đi, mỗi đứa mình qua đi rồi tặng cắm đi, anh sẽ chính xác cho. Rồi, thôi bây giờ bắt đầu tới cái phần này hấp dẫn đây. Ở với nhau một khoảng thời gian như vậy, vậy thì cái tật xấu nó có lòi ra nhiều không hay em? Thật ra ông xã em thì cũng không có tật xấu lắm. Tại vì ông xã em thì không có uống rượu, cũng không có hút thuốc, cũng không có chữ thề, cũng không nói to tiếng. Thì em là thường những cái mặt đó là em đã không thích. Mà ông xã em thì lại không có vấn đề đó. Chỉ có mỗi cái tật là tắm rất là lâu. Trời ơi, mỗi lần tắm là hết, ít nhất là phải nửa tiếng. Mà em thì sở thích là làm gì cho thật là nhanh. Nên là em là toilet có coi điện thoại không? Là không, em thì tại vì em thích nước. Cả ngày làm nó ngương ấy khó chịu rồi thì nên tắm thì em hay thích rồi nước. Em biết bơi không? Dạ em có biết bơi. Có mê điện thoại không? Tối lên thì cũng hay mê chơi cờ. Có lúc thì làm cả ngày rồi. Tối vào ví dụ hai chồng có thể nói vậy này nè, bạn này cứ có khi lên có ngồi chơi cờ mãi. Chơi cờ trên điện thoại hả? Bạn thích chơi cờ. Mãi chơi cờ. Có nóng tính không? Có. Mẹ chồng em thì ít nói nhưng mà mỗi lần mình hùng nóng tính lên á, cọc quạo luôn. Là cọc dữ lắm. Mỗi lần bạn hùng dữ lên bạn nóng lên, em nói thế nào nữa?
Rồi giờ tới em đó, cô ấy có tật xấu nhiều không? Vợ em thì nói chung là cá tính, thành ra là độc đoán. Độc đoán. Ví dụ cái là... gì mà theo em là độc đoán? Nghĩa là cái gì bạn ấy cho là đúng thì em nếu mà em khác ý kiến là coi như là em sai đó. Ví dụ như chuyện cắm hoa không? Dạ. Cũng giống như cô nói đẹp là em phải công nhận là đẹp. Dạ. Cắm so le chứ không được cắm bằng. Có rất là nhiều việc cái tính ra tốt nhưng mà rất nhiều việc nó lại không tốt. Nó làm nhưng mà vợ em có nóng tính giống như em không? Dạ, vợ em thì nóng hơn em nhiều. Nóng hơn em luôn á. Có đập đồ không? Dạ không có đập đồ nhưng mà hay là lấy kéo cắt hoa hay là không bao giờ đập đồ đúng ra đúng không? Ờ, nhưng mà là những cái gì mà chồng làm á là có hay khen khích lệ không hay là chê? Dạ có, thì nhiều cái thì làm hợp ý bạn ấy thì bạn ấy cũng khen. Nhưng mà chê nhiều hơn. Chê nhiều hơn. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã mình thay đổi điều gì nè? Nè, bọn em quen nhau cũng lâu, quen em 6 năm rồi mới ở cùng nhau. Nhưng mà em hiểu hết tính nhau rồi. Trước đó thì em cũng muốn vợ em thay đổi nhìn nhận khác đi. Nhưng mà bây giờ thì em chấp nhận cái điều đó rồi. Em không muốn vợ cứ vậy luôn. Dạ. Coi như không muốn vợ thay đổi gì. Coi như là vợ cứ là vợ như bây giờ. Trên thực tế là không thể thay đổi. Trên thực tế là không thể thay đổi. Coi như là chấp nhận sống chung với lũ. Còn em có giống như chồng mình không? Thật ra thì từ đầu là tụi em đã nói là sống thật với nhau. Tụi em đến với nhau thì chỉ ngoài được cái tình cảm yêu thương nhau thôi. Và sống thật với con người mình để đối phương thì coi là có chịu được cái tính đó của nhau hay không. Thì sau này về với nhau thì nó cái nguy cơ mà đổ vỡ nó sẽ rất là thấp. Thứ hai nữa là em là từ lúc em với nhau là đơn giản là tụi em đến với nhau tiền cũng không có, nhà cũng không, cái gì cũng không, ngoài cái tình thương dành cho nhau và cái sự đồng cảm dành cho nhau. Đến với nhau là để yêu thương nhau, để chia sẻ những cái khó khăn cùng nhau. Cho nên nếu mà sau này mà không yêu thương nhau nữa, có thể chia tay, có thể ra đi không cần một lý do gì hết. Hay quá. Cũng không ràng buộc bất cứ một lý do gì. Chỉ cần nói anh hết thương em rồi, anh không muốn ở cùng em nữa là có thể đi. Và em cũng được như thế. Chị thấy vậy nè em, tại vì vậy nè, cái trường hợp của tụi em đó là tụi em trong cuộc sống á, mình không có được đầy đủ và có nhiều điều kiện như những người bình thường. Cho nên khi mà tụi em đã gặp được nhau rồi thì nó cũng gần như là những cái mảnh ghép mà mình ghép lại được với nhau, vỡ, ghép lại. Mang đến cho mình cái là cái sự mà yêu thương, sự chia sẻ một cách thật nhất có thể. Thành ra là thứ nhất là tụi em đã xác định là không có con cái, thứ hai là không có sự ràng buộc và mình sống với nhau vui nhất có thể để mang cho đối phương những cái niềm vui. Thì theo chị nha, khi mà mình còn sống bên nhau á, đôi khi mình cũng nên gọi là hy sinh một cái gì của mình lại. Chị nói cả hai đứa nha, chứ chị không nói một vế nào. Có đôi khi mình không thích điều đó thiệt, nhưng mà có đôi khi mình cũng phải bỏ cái tôi của mình lại một chút xíu, xong mình tạo một cái ấm áp, một cái gì đó cho đối phương của mình, để thời đó, khắc đó, cái thời khắc đó là cái người mình yêu, cái người vợ hoặc người chồng của mình á, tự nhiên được cảm thấy là giống như mình là nhất á, mình là bà tiên, mình là một cô gái đáng yêu nhất trên cái hành tinh này, hoặc là một người chồng gọi là người đàn ông mà hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Lúc nào có thể thì tụi em nên làm những cái việc đó để mang lại những cái cảm xúc cho người chồng, người vợ của mình khi còn có thể. Ý chị nói là như vậy, mà hạnh phúc dữ lắm á, chị nói thiệt. Rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình nghe. Dạ rồi. Em 21 tuổi, hiện tại em đang làm ở trường Đại học Ngân hàng. Em là Nguyễn Duy Thuần, 29 tuổi, cũng đang công tác ở trường Đại học Ngân hàng. À, chắc có lẽ là hai bạn đi rút tiền ngân hàng cho nên là gặp nhau đúng không? Dạ không, trước đó là em làm cái hệ khác chứ không phải là bên trường. Hệ khác là đâu? Dạ, hướng dẫn viên du lịch. Năm đó là năm em 17 tuổi, em bị ép đi du lịch cùng với gia đình. Chồng em là hướng dẫn viên của cái tour đó. Làm hướng dẫn viên du lịch là chắc chắn là sẽ rất đẹp trai, rất là thu hút mọi người. Dạ không, lúc đó em nhìn chồng em nhìn mặt ngố lắm. Nhìn xấu lắm. Ủa, những cái ấn tượng đầu tiên của em về chồng là như vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Vậy thì ấn tượng của em về vợ em lúc đó là như thế nào? Nhìn cô này tiểu thư lắm. Còn quay à. Có nghĩa là cái ấn tượng của em đầu tiên là mỉm mỉm dễ thương. Dạ. Tiểu thư. Ủa rồi cuối cùng thì làm sao mà tụi em quen nhau được? Sau cái chuyến du lịch đó một tháng thì em bắt đầu nhắn tin cho anh hướng dẫn. À. Ủa lý do? Chia tay với bạn trai em buồn quá không có gì làm. Mà nhắn gì cho anh vậy? Em nhắn hỏi anh khỏe không? Rảnh rỗi ra uống cà phê với em không? Rồi câu trả lời sao? Anh khỏe. Anh không rảnh. Anh khỏe mà anh không có rảnh. Cuối cùng là có uống cà phê không? Dạ có. Cũng kèo kèo ra uống cà phê được một lần. Cái bữa ra uống cà phê á, nói là bé đừng thích anh nha, thích anh khổ lắm á. Trời, sao chảnh dữ không? Em có một nguyên tắc rằng là không quen khách của mình. Cho nên em rất là ngại cái chuyện đó. Với lại cô này còn bé quá, cho nên là em phải cảnh báo trước. Hèn gì mà bây giờ em đổi nghề rồi, em đã phá vỡ cái nguyên tắc của em. Vậy thì sau đó ai là người cưa? Dạ đấy,
em bên đấy dạ. Cưa em là người cưa à? Dạ. À cưa em cưa trong bao lâu? Cái lúc mà em nghe ảnh cảnh báo em á là lúc đó 17 tuổi mà em chỉ suy nghĩ có đúng một câu à thách thức mình ừ được thách thì chịu. Vậy là em bắt đầu em lên kế hoạch em cua mà cũng đâu có dễ cua đâu chị. Liên tục trong vòng 6 tháng trời đúng 7 giờ rưỡi sáng là anh sẽ nhận được cái tin nhắn mà em không có nhận được câu trả lời. Tin gì? Đầu tiên thì vẫn còn nhắn hỏi khỏe không, có dạo này đi đâu, nhưng mà riết hồi em thấy anh không trả lời nên em có gì em bực bội trong ngày em đem nhắn hết, nhắn thành thói quen luôn. Cái số điện thoại trút giận của em. Dạ đúng rồi. Gần như là hộp thư để mà giải tỏa stress của em đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì em có tình cảm gì với vợ em không? Hoàn toàn không, tại vì em thấy đây là sự khủng bố của mình. Nhưng mà rốt cuộc là cũng quen 6 tháng đó, lúc nào cũng nhận được cái tin nhắn hỏi thăm mình, cảm giác rằng cũng có người quan tâm tới mình. Cái không lâu lâu mà một ngày mở lên không thấy tin nhắn cũng hơi buồn. Cũng hơi thiếu thiếu một cái gì đúng không? Dạ. Vậy thì đến bao lâu thì anh này anh mới trả lời? Sau 6 tháng thì anh hẹn em ra uống cà phê luôn. Sau lần đi uống cà phê đó em lập kế hoạch 2. Vậy kế hoạch 2 của em là gì? Khủng bố ảnh bằng những thứ rất là ngọt ngào. Khủng bố bằng gì? Kẹo. Cô khủng bố em bằng kẹo. Tặng liên tục hả em? Dạ không, khoảng chừng 2 tuần em tặng cái bọc cỡ vậy nè, cỡ trời ơi ký á. Vậy dạ. Mà ngộ lắm nha, người ta gọi điện nhắn tin không trả lời nhưng mà gọi điện cái anh ra nhận quà ra liền. Ra liền. Dạ. Em nhận quà trong bao lâu á thì em cảm thấy là em có một cái tình cảm nó khác đi một chút đối với vợ em? Dạ, thật sự lúc đó thì em nhận chắc cũng một tháng mấy gì đó. Nhưng mà thật sự em không để ý cô này. Em vẫn coi cô này như em gái. Vậy thì anh muốn hỏi là khi nào mà em... Khi nào thì để mà em có một cái cảm nhận khác về cái tình cảm không phải là anh em? Có một cái sự cố, đó là một cái đợt đi tour miền Trung. Thì trong khoảng thời gian đó thì em bắt đầu đổ bệnh trái rạ, thủy đậu. Trên đường đi thì nó lạnh, cảm giác lúc đó là tủi thân thật. Sau đó ảnh về, ảnh nhắn một câu đó là anh đang bị trái rạ à, nên thôi anh tắt máy. Còn em thì nghe xong câu đó em người trời. Không, anh biết không, trong lúc mà đàn ông người ta yếu đuối nhất thì rõ ràng đó là một cái cơ hội của mình. Rồi. Đó rồi. Nên sau đó anh tắt máy khoảng chừng tháng thì em bom tin nhắn ảnh tiếp. Sau một tháng đó là bọn em mới bắt đầu đi chơi, tức là đi coi phim. Thì lần đó là em chính thức là em tấn công. Trong cái rạp coi phim á, lúc mà anh không để ý á, em chỉ chở lung tung anh nhìn quanh kia kìa, em hùng ảnh cái chốc một cái ngày mai. Vậy đó. Sau khi bị hùng cái chốc bất ngờ đó thì sao? Em không còn gì để biết gì hết, em cứ đơ ra luôn. Rồi em có. Lúc đó là không có chuẩn bị tâm lý trước cũng không biết sao. Còn em thì sao? Em là người tấn công mà nên em vui lắm. Rồi sau cái nụ hôn bất ngờ cái chốc đó thì em đã có tình cảm với cô này chưa? Dạ chưa luôn. Vẫn chưa? Chưa. Trời xong lì dữ không? Em bền bỉ dữ vậy trời. Không mà thật ra em cũng có nghĩ một tí. Sau cái khoảng thời gian mà em nằm ở nhà gần một tháng khi mà đổ bệnh, em mới nghĩ rằng là tại sao mình không cho mình một cơ hội. Ngoại trừ mẹ mình đang chờ mình ở nhà thì có một người khác chờ mình. Thôi thì thử thôi xem như thế nào. Nhưng mà cô hay còn nhỏ quá, phải chờ chứ phải giữ ở cái mức đó. À, rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình? Em đâu có tỏ tình đâu. Bên đây tỏ tình từ lúc 17 tuổi tới 18 tuổi cũng không, chưa không, có đổ thì nữa. Thì đến khi nào mà em này á đổ rồi đó và em chủ động em tỏ tình với cô này á? Đó là cái kỳ thi chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp của vợ em. Trước đó thì cô á, cô có nhắn rằng là thôi thì để cho em 2 tuần để em ôn thi. Một tuần. À, một tuần để em ôn thi. Trước ngày thi một tuần thì em cũng muốn gọi là động viên. Thật sự lúc đó em cũng mở lòng rồi. Thì chở cô ra công viên 30 tháng 4. Làm gì ngoài đó? Nắm tay. nắm tay có bất ngờ giống như là em dẫn đi vô coi phim mà không có chụp không? Em nói thiệt chứ đến cái lúc đó em cũng không nghĩ là em đã cua được ảnh nữa. Có nghĩa là chồng em chủ động nắm tay em? Dạ đúng rồi. Là lúc đó em đơ người luôn. Ngày hôm sau lúc mà em đi thi á, em nói ai cũng không ai tin hết. Rõ ràng em nhìn thấy tờ giấy thi nó màu hồng. Em nhìn ngoài trời em cũng thấy nó màu hồng. Em cứ lân lân vậy suýt tí nữa em thì rớt. Vậy là lúc đó em 18 thì cũng 6 năm rồi đó. Vậy thì đến khi nào thì hai bạn chính thức kết hôn? Năm 2011. Rồi trong cái đám cưới đó vui không? Trước khi cưới thì bọn em có làm một cái bản hợp đồng hôn nhân. Có 10 điều của vợ quy định và 10 điều của chồng quy định. Đúng ra là vợ chồng em tính ra phường chấn luôn. Nhưng mà thấy hoành tráng quá nên thôi. Ví dụ như một năm anh phải cho em đi du lịch 2 lần. Không có con cái. Không có con cái đi theo. Hai vợ chồng mà có cãi nhau không được giữ im lặng cho quá khỏi 9 giờ đêm. Rồi có cái điều gì mà có lợi cho chồng không em? Em không có nhớ 10 điều ảnh quy định, em chỉ nhớ có mấy điều em quy định thôi. Ví dụ em quy định với ảnh là trước khi mà ảnh đi nhậu thì anh phải báo trước em 6 tiếng, không có trường hợp ngoại lệ. Rồi. Rồi, hai bạn có điều gì bất ngờ sau khi hôn nhân không? Khắc khẩu. Chưa. Con mình trước. Em cưới chồng là ngày 1 tháng 10 thì đến 30 tháng 10 là em biết là em có em bé. Em mang thai có 8 tháng thôi nhưng mà sinh nó ra đến 3 ký 6 lận. Nên
không ai tin em. Thế là xanh non mà là dạ, đúng là rồi. Tới 3,6 kg. Dạ, đúng rồi. Cha vậy xanh đúng ngày thì mấy ký trời? Dạ 6,3 kg. Nghĩa là lấy một cái là có con liền đúng không? Dạ đúng là rồi. Coi như có bầu liền luôn đó. Nên nói với ai cũng không có tin đó. Toàn là nói, vợ chồng mày chắc ăn cơm chứ kẽn rồi. Sau cái vấn đề mà con cái đó thì hai bạn có gì bất ngờ nhau? Vợ chồng em hoàn toàn khắc khẩu. Ủa? Khắc khẩu từ những cái chuyện nhỏ nhất cho chuyện lớn nhất. Ví dụ như về cái chuyện con em ai nấu ăn cho bé. Chồng thì nói là muốn chị chồng nấu, em thì nói muốn mẹ em nấu. Cũng cãi nhau cả tuần. Em nghĩ rằng là có con rồi cho nên là mọi thứ nó sẽ phải vô ba rem. Cô lại càng ngày càng đã phá chuyện đó. Thì một người sinh rồi phải có người chăm chứ làm gì vừa sinh vừa chăm sao chịu nổi. Rồi chồng thì không có đồng ý cái quan điểm đó. Thì em đồng ý, thì em cũng cố gắng hết sức mình để mà chăm con, phụ vợ. Nhưng em muốn là vợ có một chút xíu trách nhiệm. Cổ hay bâng quơ cái chuyện con cái. Cho nên phải nhắc nhở thì cãi lộn. Bâng quơ chuyện con cái là sao? Chị ơi, em mới 21 tuổi em lấy chồng. Xong rồi em có con luôn. Em chưa kịp chơi gì hết. Giờ khi em xong hết nhiệm vụ làm mẹ, làm vợ, giờ em bắt đầu em phải đi chơi. Trời ơi. Bây giờ mới chơi đó. Rất là sòng phẳng, rất là rõ ràng. Bây giờ chơi làm sao? Lâu lâu em chỉ đi gặp bạn bè. Nhưng mà đi riết hồi thì chồng em nổi quạo. Chị hiểu rồi. Hiện giờ cái vấn đề mà chăm sóc gia đình con cái á, thì tỷ lệ là bao nhiêu? 73. Em có cảm thấy vậy nó hơi bị chông chênh không? Dạ không. Nhiều khi em thấy cảm giác đó là hạnh phúc. Nếu vậy thôi có gì đâu khắc khẩu. Nếu mà em đã có cái cảm giác rồi thì kệ chiều vợ em đi. Muốn đi đâu cho nó đi. Em muốn giảm tỷ lệ đó xuống còn 64. Vậy thì mong muốn hai bạn ở đối phương mình thay đổi là như thế nào? Em mong ông già 70 này sẽ biến lại về cái số tuổi thật của mình. Chứ giờ về nhà mà 70 xuống thì... rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Về tất cả mọi mặt luôn hay sao? Vợ em phàn nàn vậy là chị thấy hơi bị băn khoăn đó nghe. Nghĩa là yếu quá đó hả? Dạ không. Chồng em là bị... Nói chung là cái tính càm ràm của ảnh, cái tính mà lo lắng từng tí của ảnh. Đó nên lúc nào anh cũng mầm lùm lùm. Rất là khó chịu. Thì em chỉ muốn ảnh trở về cái tuổi thật của mình với lại đúng cái người mẹ miêu lúc trước thôi. Đúng rồi. Cái là cái ông già đó là chỉ trong cái tâm hồn thôi, chưa cần phải gặp bác sĩ đúng không? Để ở đây hai người á, chỉ cần chịu khó mỗi người giảm đi một chút thôi. Thế còn em muốn vợ mình thay đổi gì? Thì em muốn nghiêng về tỷ lệ 64 nè. Được không cô bé 21? Dạ được. Rồi xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình rất nhiều. Dạ lần đầu tiên thì cho phép em với con vợ chồng giới thiệu trước. Con là Tú, thân Trọng Tú, vợ con là Hà, Nguyễn Thị Thanh Hà. Hai vợ chồng con quen nhau, tức là quen biết với nhau từ tính 7-8 năm mới cưới giờ được 5 năm rồi. Rồi, không bây giờ là năm rồi. Từng người giới thiệu về bản thân mình đi. Đó. Dạ. Lý lịch trích ngang nha. Con là Tú, con năm nay bước qua đầu U3 rồi. Là ba mấy? 30 con. 30. Công việc hiện tại sao em? Em kinh doanh tự do anh. Tại vì cái mảng nào mỗi mảng mình ôm ít. Là mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Quê con ở Bình Định. Rồi. Cứ mẫu giáo con này cấp 1 về đó, cấp 2 vô đây, cấp 3 vậy đó, đại học là vô đây. Rồi hiện tại là con đang ở đây. Dạ. Ở quận mấy? Dạ hai vợ chồng con thì đang ở quận 12. Ok. Mời em. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà. Con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ, năm nay con 29 tuổi. Dạ. Con nhỏ hơn chồng con 1 tuổi. Dạ. Nhất gái hơn hai, nhì trai lớn một. Đó. Công việc của Hà là có hỗ trợ được cái gì cho chồng không? Hay là mỗi người một mảng riêng? Dạ trước đây thì tụi em làm chung. Nhưng mà hiện tại bây giờ là tụi em nghĩ là tụi em nên tách riêng ra. Bởi vì vợ chồng làm chung là gây lộn suốt. Rồi họ gặp nhau làm sao ta? Thì đó, em cũng đang thắc mắc nè. Có thời điểm mà... Quê của Hà thì ở đâu? Dạ, em ở đây, con ở đây luôn ạ. Con ở đây, dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp nhau ở tại đây thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng không? Tụi con học chung cấp 3. Cấp 3 là nửa năm cấp 3 là con học ở đây. Con là thì ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bạn cũng là tuyển D. Đâm ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung rồi đó. Là ít nam. Tụi con tham gia chung cái đội văn nghệ. Đó. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ, bốn đứa thì ba bạn kia toàn là hot girl hết. Hoa khôi của trường hết, xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thi Nga. Thì tụi con tham gia văn nghệ thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát. Thì anh này á, ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á, thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. Ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó. Thì mình cũng đã không thích anh này rồi. Thì sau này tự nhiên anh này anh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó. Thì mình lại càng thắc mắc nữa. Mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì
Có nghĩa là bây giờ cô muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng của con là không ưa, không đúng ưa. Không? Dạ. Lùm. Đó, vừa xấu mà vừa vô duyên vừa, đó cô. Vừa vô duyên, vừa dạ. xấu, vừa lùm. Chị được cái không hát hay. Ưa. Không, không con cũng không công nhận là hát hay luôn, tại vì mình đã ghét rồi. Không công nhận được mình không? Đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết. Rồi, rồi bây giờ rồi tới chồng nào, cái ấn tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con. Thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường, tại vì ngay lúc đó con cũng chưa ký gì với ai hết, á. Ừ. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con thấy là bạn này cao, ủa dáng cao thì hợp đội múa, hồi đó còn ốm, hai chồng còn ốm. Ừ. Hợp đội múa sao tự qua đội hát làm gì trời. Cô Vân phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa. Ừ, nên là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vì bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường. Dạ. Không ghét, không thương, không gì cả, đúng không? Không, thấy hơi chảnh luôn. À hơi chảnh. Mình có cái ác cảm giống như ai gọi là ai liếc mình là mình mất cái mình quay lại. Cái ác cảm này nó cũng vậy đó cô. Tự nhiên hơi gần gợn á, hơi gần gợn đó. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt thường chứ. Thường thường nó hay vậy chị. Ừ. Trong phim cũng vậy mà. Đó vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con Thiên Nga rồi đó. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á. Thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12 thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con, ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia, thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn, nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp, ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mặt cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á cô. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích anh đâu, anh đi về đi. Tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con để cái xe trước cửa nhà con, ổng chạy ra giữa đường luôn cô Vân, bảo con mà không ăn đồ ăn của ổng mua là ổng tông vào xe tải ổng chết luôn. Trời đất ơi, con khổ nhục kế tới cái mức đó luôn hả con? Dạ. Điều gì làm cho con chuyển mục tiêu mà chuyển gu luôn vậy? Con cũng không biết con, tại vì giống kiểu tự thấy được hợp lý mà thực sự là nó giống như là kiểu định mệnh, con không có ý kiến gì hết, nghĩa là con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô. Nghĩa là thấy là muốn làm để thể hiện. Đúng rồi. Không làm ghê lắm cô Vân. Ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó, tại vì con không có cho chở đi học. Mỗi ngày ảnh chạy qua nhà cô bạn gái đó, chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, ảnh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Người anh ta bảo là ảnh gửi cho cái người mà Hà thích. Đó là ảnh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Ủa nhưng mà con bắt đầu chuyển gu từ lúc nào? Từ sau khi Thiên Nga nó có cái cuộc sống riêng của nó bên Úc, đúng không? Con mới ngộ ra rằng là Thiên Nga nó đủ lông đủ cánh nó sẽ bay, còn dịch là có đủ lông đủ cánh cũng không bao giờ bay được. Nó bơi lòng vòng này. Đúng không? Có phải con ngộ ra điều đó không? Đúng rồi cô, với lại một phần nữa mà cái bản tính con là xưa giờ nó lười, và con rất rất lười thay đổi, nghĩa là mỗi lần thay đổi là lần cực. Mỗi lần thà cua dính thà mình nhắm từ lượng nhan sắc mình. Mặc dù có hơn với cô là con có một cái tật nữa là con hay tự tin với mọi người. Tức là hay chọc vui nữa, tức là bắt mật khẩu, bắt wifi con là đều là tú đẹp trai thôi. Hỏi bắt wifi là gì cho em, cho em mượn xài anh tốt. Tú đẹp trai. Đó, nhưng mà con biết tự biết là nhan sắc mình tới đâu. Và con nói thôi ráng cua đại đi rồi có gì gần nhà nữa cô. Hết sự lựa chọn rồi cô Phong. Hết rồi. Ba con Thiên Nga kia nó bay hết trơn, giờ còn có con Dịch ở lại thôi. Hết sự lựa chọn rồi. Tấm con Dịch liền. Chứ gì nữa đúng không? Em không nhận được. Đúng là mặt thiên nhiên sinh tồn là nó đều là như vậy mà đúng không? Đó rồi xong rồi cuối cùng là con. Bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không, cũng nhiều chứ bây giờ. Nhớ nhiều thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần mua cho cô bạn kia, mua luôn cái người bạn mà cô bé là cảm nắng luôn đó. Một phần á thực sự là lúc đó là con đi làm thêm rồi, nhưng mà lúc đó con cũng kiểu cũng thực sự là cũng hơi bất chấp á, đâm ra mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại tao vẫn nhớ thời đó, không biết sao mày cứu Quân Hà tốt. Tao cũng biết nữa, hao thiệt chứ. Hao hao cái iPhone luôn cô Vân. Thì cũng do là lỗi của hắn. Dạ. Đúng không? Mới đầu á, coi như cái gần bên cái của mình thì không chịu
không là nhận ra. Không nhận ra để rồi ở đâu xa xôi dịu dợi á, thế chừng quay lại thì phải có bài học chứ, phải trả giá chứ, đúng không? Con phân lời bài hát không cho người ta hát làm chi, không chia cho nhỏ một câu bài hát nào, giả mang thôi, thiệt giả mang thiệt chứ, chỉ cho hát chung thôi, có nghĩa là hát đồng ca thôi, mấy cái khúc đồng không ca cho hát solo là không cho, không cho solo. Ừ, rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục? Em trao cái nụ hôn đầu tiên của con này là khi nào? Tụi cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi. Thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe. Con bị té xe thì con gãy tay. Thì đó là coi như là phải nghỉ học đó cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cô gái luôn mà cô Vân. Trời là biết có điều kiện nào dữ luôn. Gì ta. Không phải, tại cái đó là nó đó là quà là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi xiển xiển. Ủa luôn đó lại mở một mình chứ không ở gia đình hả? Em ở với lại mẹ, nhưng mà thì tại bạn bè em cũng hay tới chơi lắm. Em thì cũng hay chơi với bạn các bạn nam nhiều. Thế nên là cũng tới, xong rồi mang đồ ăn rồi cho chơi. Thì cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn, mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Con bị cướp răng luôn đó. Dạ. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau, chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Dạ. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá, xong rồi cái người mà con cảm nắng ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Hết sự lựa chọn rồi. Cứ ai tới là ổng cứ phải đánh đòn phủ đầu trước. Bị thợ săn mà. Bây giờ cầm súng cứ ai là bắn. Quỷ diệt cùng, lên. Quỷ diệt thì còn lại một ông thợ săn với một con vịt thôi. Thì con vịt đó phải là của ông thợ săn. Thế là cứ thế bao nhiêu năm á cô Vân? Tại vì 7 năm đúng không? Dạ đúng rồi, mà anh chiều con cực kỳ. Có nghĩa là con đi, mẹ con còn kể là hồi đó là con đi ra đường á, cứ cái quai giày là con chỉ xỏ cái chân vào thôi, còn ảnh sẽ là người cúi xuống mang cho con cái quai giày. Ví dụ ảnh đi làm mà ảnh có 10 đồng, con muốn mua một món gì đó hết 10 đồng thì ảnh sẵn sàng ảnh mua cho con hết. Ảnh không quan tâm từ giờ tới cuối tháng ảnh ăn cái gì. Ảnh chỉ cần con thích là ảnh sẽ mua cho con thích là ảnh sẽ làm. Con bảo ảnh là giảm cân. Là mỗi buổi sáng anh sẽ chạy từ nhà ảnh khoảng hơn 2 cây số xoang nhà con. Đó, rồi để một cái tờ giấy trước cửa nhà con là đã tập thể dục xong rồi ảnh chạy về. Nhưng mà sau này khi cưới xong thì con mới phát hiện là ảnh chạy xe ra gần nhà con, gửi một cái bãi gần đó. Xong rồi anh thì cũng chiêu trò lắm nha. Không phải, tại vì cơ bản mấy ngày đầu được, tại vì ngày xưa cơ bản cô nhân theo em chạy được, nhưng mà anh hiểu cảm giác mà đi làm về mệt rồi sáng 4 giờ mấy 5 giờ chạy mà muốn giảm cân là phải được anh giảm được thiệt là được từ 85 xuống còn 70 á, là kiểu như cũng chạy cũng ấy, nó rút người á, nhưng mà xong giống như lười. Thiệt là lười thiệt, em lười thiệt. Mấy ngày mưa lất phất trời Sài Gòn mà nó không lạnh thôi, nó lạnh là run người luôn á cô. Đâu có cũng bị lừa cô Vân ạ. Ừ, nhưng mà coi như là sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy á, thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thực sự á? Con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa, tại tụi con cứ ở với tụi con cứ quen nhau sống á. Sống trong cái cảm xúc đó là 7 năm trời. Dạ cứ vậy, xong rồi tới một ngày. Dạ tới một ngày. Đám cưới nó ly kỳ lắm á cô Vân. Sao? Thầy bói coi con cưới. Người ta là bác sĩ kêu cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói kêu cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con nghĩ là thôi con quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái Tết năm đó là con đi coi bói sau Tết với lại chị của con. Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới lễ thì sẽ ế hoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi. Mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân. Cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ lúc cưới đầu, liền. Còn đúng ông thợ săn thôi. Lúc đầu cứng đầu con coi ba người. Ai cũng khoáng không. Con nghe chốt nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung. Ông khoáng không. Ông cũng hơi xéo sắc thế. Mày không cưới nó mày ở cả đời. Ông khoáng một câu xanh rồi. Còn em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô luôn không? ba người bạn thì đó cài vô hết trận cái chuyện mà chạy bộ dắt xe kêu đó còn dám làm mà. Nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên nghĩa là mưu mô cỡ nào nhưng mà tới một lúc sự duyên á nó tới là nó tới. Mà tôi con làm nhanh chóng lắm, ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mấy câu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi luôn đó. Không là không làm ăn được đâu, sợ ơi cả đời đúng không? Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân, con đi cầm ngân hàng để con xây nhà. Tại con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng. Tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đến tháng 10 á
là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm rất rẻ vậy trong là vòng trong đúng 1 năm. Xây nhà, dạ xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng 1 năm để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân. Nên là phải cố gắng làm trong năm. Rồi cưới nhau được mấy năm rồi ta, nãy nói mấy dạ, năm. Dạ cưới năm 2017. Cưới 5 năm rồi. 5 năm. Rồi dạ. Công việc vẫn thuận lợi mọi thứ ha, nó có trắc trở gì không? Sau đám cưới thì dạ. Là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Dạ không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu, thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh nên là làm ăn được. Nhau, đúng không? Nhưng mà nó không có, ổng nói sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á. Thì sinh ra cho chồng có một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ. Để thấy vợ cũng vất vả thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn. Nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì ảnh thì lại rất là sợ con biết, cực kỳ sợ luôn. Ảnh giấu hết hoàn toàn. Ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia, cứ đắp dần dần như vậy á. Tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ. Mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là ô, mình đang làm ăn được lắm. Tại vì con là một cái đứa rất là tự tin vào bản thân. Làm ăn, con làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ, trôi chảy hết. Nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là sinh bé thứ hai liền năm sau luôn. Thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ. Bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền em ráng gồng khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng gồng khoảng đâu 3-4 năm và nó cứ nhân tiền lên. Và cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu là đổ lên đầu con. Cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok. Tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó. Thì con lại cầm sổ nhà, con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ẩm trên tay mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ, chửi bới om sòm, xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia, mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó. Rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng khoảng 1.5 năm tới 2 năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm, xong đi ra quán bán một mình bán thì anh này ảnh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác. Thì con một mình con phải gồng, con làm một lúc á hả 30-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà. Rồi ôm cái bụng bầu mà gần sinh rồi, còn 1 tháng nữa sanh rồi mà ôm cái bụng bầu để mà làm, rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó, một ngày đi cả 100 lần đi lên đi xuống cầu thang, tại làm ở trên đó cô Vân, xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới là rất là mệt luôn. Nhưng mà vẫn ráng gồng được cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao đó? Có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm, tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tại ảnh mà mình mới như vậy, tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra đường với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản. Nên là khi mà gặp ảnh ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội. Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải giằng xén, rồi con nhỏ, rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa. Thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao, ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị sứt đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị sứt hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng móc méo hết, tại vì cãi lộn với cô Vân là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Trời tức đó, là không đập có, đang thoại. Không có tiền mà còn đập điện thoại nữa, tại vì lúc đó là cái đầu óc nó căng thẳng lắm. Lúc đó em nghĩ gì, trong khi đó là vợ của mình đã mọi chuyện gồng gánh như vậy mà sao em còn gây áp lực nặng hơn nữa? Hay là muốn giải quyết một vấn đề gì đó cho nó xõa ra hả? Không, thực sự là cái lúc mà mình làm á anh Tuyên, mọi thứ nó đang trên rất là gọi là trên cái đà, mình thực sự mình không nghĩ là gì nó vào, mình cứ nghĩ là ok ráng mọi thứ mình sẽ cố gắng mỗi ngày mình vẫn cố gắng chạy đi làm, nghĩa là kiếm đầu này đắp đầu kia, kiếm này đắp đầu kia, nhưng mà
giống như tối về mình cảm thấy một phần là mình, một phần là giờ em là cứ nói, thực sự là bà có một cái tật là bà nói rất là nhiều, bà nói rất là nhiều. Em mới kêu tất cả lỗi của anh biết anh sai rồi nên thôi đừng có nói nữa. Đi, trong cái chỗ đó rồi nó bình yên, nó bình yên, nó nhẹ cái đầu đi. Em cứ nhẹ đầu em cũng dễ chịu hơn anh cũng dễ. Nhưng mà kiểu như thực sự lúc đó hai đứa đều rất là hiếu thắng luôn. Thực sự đó cũng là lỗi của con, tại vì giống như là mình thấy là mình bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, xong rồi nhiều khi nhìn con cái cũng tội á, nên là anh về là con hay nói, con hay con phải muốn là ừ tôi đã giải quyết cho anh cái vấn đề này rồi thì anh phải nghe lời tôi đó, thì cứ gằn qua gằn lại như vậy, xong rồi bắt đầu anh cũng áp lực quá nhiều thứ, tới một cái thời điểm mà nó không thể chịu đựng được nữa. Cô Vân không thể chịu đựng được nữa, mình rất là ngán cái cảnh là sáng mà dậy mà cứ người nọ người kia tới nhà đòi nợ hoài, không thể chịu đựng được nữa. Thì tất cả mọi người xung quanh con đều khuyên là thôi con bỏ mặc đi, nói chung là con có nhà, con có con, bây giờ con có thể tự lo, có công việc con thể tự lo được. Nhưng mà con biết vốn dĩ chồng con không phải là người gọi là tệ bạc với con, chẳng qua là ảnh có một cái là ảnh rất là muốn cho con sung sướng, nên là nó rơi vào cái hoàn cảnh là làm ăn, cái đó là cái chuyện không ai muốn, nên con mới nói chồng con là thôi bán nhà. Cái nhà mới xây luôn cô Vân, cái nhà mới xây vẫn còn đang nợ ngân hàng. Con bảo là quyết định con sẽ bán nhà, và con bán nhà trong vòng một nốt nhạc luôn, con đăng lên con bán luôn. Bán luôn á? Con, dạ em bán luôn. Mẹ đồng ý luôn? Dạ. Mẹ em thì thật ra là tại vì nhà trước giờ có hai mẹ con mẹ em thì cũng biết ông xã em á cũng là người tốt, mà mẹ cũng muốn là ổn định, thì tụi con bán nhà để trả xong xuôi cái số nợ đó, và tụi con lấy cái số tiền còn lại á tụi con mua một cái nơi khác nó ít tiền hơn. Dạ. Nhưng mà thật sự đến thời điểm bây giờ thì con nghĩ cái quyết định bán nhà là quyết định mà sáng suốt nhất của con, bởi vì cuộc sống của con bây giờ nó so với ngày trước nó là thiên đường luôn á cô Vân. Nó cực kỳ thiên đường luôn. Có nghĩa là lúc đó thì vì mọi thứ đã giải tỏa được hết rồi, nợ nần giải tỏa thì cái đầu cũng giải tỏa, thì cũng sẽ bớt đập mà đồ, bớt cằn nhằn, bớt nói nhiều rồi. Mọi thứ là nói chung là tụi con đã qua cơn bị cực. Bây giờ tới hồi thời lai vẫn là hai đứa đúng không? Chưa có ý định có đứa thứ ba đúng không? Không, rất muốn có đứa thứ ba. Nhưng mà tụi đơn giản là tụi con muốn là kiểu như lần này mình phải chuẩn bị kỹ hơn cô. Tức là nhưng mà bây giờ công việc là ổn định rồi đúng không? Nói chung hai vợ chồng ai cũng ổn định rồi. Dạ đúng rồi. Gọi là tạm ổn định, tại vì mình đã giải quyết rồi. Nhưng mà so với cái cuộc sống trước đây thì con thấy như vậy là con cảm thấy là quá hạnh phúc rồi. Rồi nhà cửa như thế nào, mình có mua lại được một căn nhà mới rẻ hơn không? Hiện tại bây giờ em đang ở một cái căn chung cư, cũng thuộc dạng trung cấp, nên em cảm thấy rất là ok từ các cái dịch vụ nọ kia. Rồi con qua nhà mới không biết là mọi người thì cứ hay chọc con là phong thủy hợp, nhưng mà con qua nhà mới thì con cảm thấy là cái tính mình bình tĩnh hơn, ít nóng nảy hơn, biết kiềm chế hơn một chút. Và tất cả các cái thứ con ở thì con cảm thấy là con rất là hợp ở chung cư hơn nhà đất. Thì đó, nói chung chắc là phong thủy hợp đó con. Dạ vâng. Rồi giờ... Thế là mình giải quyết được những cái chuyện râu ria, mình đỡ áp lực nhiều thứ. Dạ, thật sự là như vậy. Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa thấy, để đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra? Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Tại vì yêu nhau lâu quá. Lâu. Người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì cùng khi đã quá quen á cô. Đấy. Thì người ta sẽ ví dụ tật xấu gì đâu con nói con nghe coi. Con tự vấn bản thân con trước đi. Không ai mượn con nói tật xấu của con. Vợ con cô. Bà nói nhiều kinh khủng. Nói nhiều. Cái đầu tiên là bà, tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là dạ đẻ, anh ngon đẻ hai đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thực sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô. Bà hay quên kinh khủng. Cô có tên ông nhiều lúc á, bà mới nói anh làm cái này cho em nha. Ok để anh làm cho. Tới lúc mình làm xong, ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa anh làm xong rồi, anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là con nói thật là con đẻ hai đứa với tim bốn mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á. Thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong bình uống đúng không cô Vân? Con tính đi tráng cái ly nước thôi. Con đi ra vòi con tráng ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi. Con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tới uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp như vậy. Là cũng có sau thể. Khi mà đẻ xong và chích xong đó em ơi. Không, nó truyền lại đó rồi cô. Tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm. Bà là rất, tại vì con có làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử. Tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nói mỗi lần là mất hoài. Bà buồn buồn là bà làm bà buồn buồn vừa thấy em cầm đi em nhớ cầm về cho anh. Anh rất lo quá, anh lo cho cái sạc anh không, anh lo cho em. Đi đang ngủ về sạc. Ôi chết em quên rồi. Ủa em để đâu ta? Ủa đâu rồi ta? Rồi là cũng biết con mất rồi đó.
có nghĩa là quên, cái tật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu, nhưng mà bây giờ á là ngoài ý muốn đó con. Không phải là cái tật đâu. Con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Ờ, nói nhiều cái vụ mà càm ràm đó cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi, biết rồi. Không, nó lên level, tuy giờ là đỡ rồi phải không? Nhưng mà cô tin không, bà nghĩa là cái một cái gì đó nó nghĩa là vô tình con, vợ con đi làm á, người ta kêu bà là một cái bể trời năng lượng, tại vì hai vợ chồng đều là già, bà làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á, bà gọi là dịch vụ khách hàng cao cấp. Thì lúc nào bà cũng tỏ ra cái sự chuyên nghiệp của bà, nó thiện là lúc nào bà cũng tỏ ra năng lượng á. Tên lộ cái thằng bảo vệ, ông cái anh bảo vệ ở đó thôi, người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao không thấy mày năng lượng à. Đó, bởi nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả là con vô tình chung con biến thành một cái thùng rác xả cảm xúc. Cái công việc của con là như vậy, nghĩa là muốn làm việc với khách hàng á cô Vân thì phải năng lượng, tại vì bộ phận chăm sóc khách hàng là bộ phận luôn nghe khách chửi. Nghe khách chửi suốt ngày, mà nếu mà mình không có vui vẻ, mình không có năng lượng á thì mình rất là dễ bị nản. Nhưng mà những cái lúc mà ví dụ như là khách có vấn đề phàn nàn về con á, với mình á thì mình vẫn cười tươi, nhưng mà ôm hết nguyên cái đó về xả vào người của anh này. Rồi tâm trạng con thì cũng hay bị gọi là thất thường sau khi sinh nữa. Nên là mà cô Vân biết không, khi con đẻ ra, con đẻ hai bé xong bắt đầu con ở nhà thì con không có bạn, hầu như là không có bạn, tại vì không có đi ra ngoài chơi với ai, không có bạn gì hết. Thì mình cứ nằm ở nhà mình coi phim thôi, tới tối về mới có anh này về nói chuyện. Thì giờ đâu có chủ đề gì nói đâu, giờ có mỗi cái chủ đề là phim mình mới xem thôi. Thì ngồi kể mà ổng cứ ngồi ngủ vậy nè, ổng cứ ngủ gật nè, mà con hỏi là anh có nghe em kể không. Có mà nghe. Cô hiểu được cái tâm trạng và cái sự chịu đựng của bạn chồng rồi, cái đó cũng dễ sợ lắm á. Rồi còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Thật sự là con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta, tức là khi cô Vân thì á, khi bảy đi bảy con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha, hai là tương ớt nó y như nhau, nó chỉ khác mỗi cái này của này, một này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào? Lấy cái này. Lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B? Thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A? Thôi lấy hai cái được không? Anh phí tiền quá à. Đó. Ủa vậy lúc em muốn cái nào? Em không biết, em mới hỏi anh. Vậy thì xong rồi, xong nghĩa là bà sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn. Mình con nó đầu là mỗi khi bà hỏi một cái gì là đọc kiểm đầu mình nảy số rồi. Rồi xong rồi đó. Đó, cuộc chiến bắt đầu đó. A, B, C, D nhớ y như chơi đồng vàng á. Nhưng cái kết nó kiểu như hơi hụt hẫng con, kiểu như mình kiểu như làm mình, nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bà chọn thường, bà chọn cái một cái hoàn toàn không liên quan gì hết. Có nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C, đúng không? Bị thất thường. Thất thường, tại không vì có anh này là kiến. Bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô Vân, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải cố gồng mình trở thành một người khác. Có nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với con. Anh okay. Này ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á thì con sẽ phải gắp từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, sẽ không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời đó. Rồi thì cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa nè, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị cô Vân. Cô Vân có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên đi cho nó dễ nè. Tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha. Cái bà nằm bà lướt điện thoại bà mở nhạc Phật lên nghe không? Tôi cộng đứng liền. Em kiểu ủa cái gì vậy trời, cái ủa quay con quay lại ủa cái gì vậy em, ủa cái gì vậy. Nghĩa là tại vì thực sự luôn á là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩa là đã chuẩn bị ok xong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bản làm bả chờ cái tự mình vừa ôm cái là con thấy trường cợ, lúc đó mình muốn thanh thoát liền con thanh thoát liền con đúng cái gì nữa hiểu không con. Con đứng dậy luôn, con đứng dậy con ra đi làm luôn. Rồi cái đó là con mong muốn thay đổi vậy không, cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thực ra là sau cái biến cố cô Vân, một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này. Nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó. Thì đêm thì con cũng bảo là thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm. Nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo. Không, cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si, cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên, để nguyên si. Mà không bao giờ nằm lên giường, chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con nó y chang, nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm.
Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Ở dơ lắm. Đúng không? Rồi tiếp, là mình cảm giác như mình không có. Cho nên cái chuyện mà mở nhạc Phật á là cố tình. Để cho thôi anh đi giùm tôi đó, đi. Là tại vì bữa đó là anh chưa chịu thay áo, tay anh chưa chịu rửa, cho nên là liếc sơ sơ cái là bật nhạc Phật lên. Là anh thanh thoát là anh đi luôn đó. Thì một phần cũng là lỗi cho em. Dạ. Em phải tâm lý, em phải hiểu vấn đề đó. Tại vì khi mà xung trận á, cái đó là phải sạch sẽ, phải thoải mái nhất thì nó mới feeling được. Đó, đó. Nghe chứ không phải là làm cho có rồi xong đi ra. Đó là con đuổi khéo. Đó, tại vì bây giờ con mà nói á là hay dỗi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bữa nay là hiểu rồi đó. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái. Hay dỗi, hay dỗi lắm. Ví dụ như là mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm, không có hiểu. Nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhìn mình đi một chút xíu, có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi. Cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi. Anh nhìn em đi xíu, nhưng mà cứ mỗi lần nói là ổng dỗi. Mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng mà ổng dỗi, cái giờ con phải đi dỗi thêm ổng nữa. Con đi ra ngoài đường, con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường, con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà mặt anh hay quạo lắm, anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Cái ông nhắn tin cho con chứ. Ông nhắn tin chữ vậy thôi cô Vân. Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài, mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi vừa mong muốn đó là chồng con phải chịu khó, phải quan tâm, quan tâm con, rồi là con muốn chồng con cái lỗi về mình hơn một chút, đúng không? Tha thứ hơn. Sau bao nhiêu chuyện thì con muốn chồng con trưởng thành hơn, giống như là chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Thì chồng con bây giờ trẻ con lắm, có hai đứa con gái nhưng mà ba bố con cứ dành nhau ăn xì nách hoài, đó, rồi dành nhau coi hoạt hình. Con nó đang coi xong hù con nói là ông kẻ tới kìa, để đuổi nó vào phòng để mình dành cái tivi mình coi hoạt hình. Đó, rồi cứ trẻ con lắm. Rồi cô hiểu rồi, cô hiểu rồi. Nhưng mà bây là giờ gia đình em đang nuôi ba đứa con hả? Dạ, đúng rồi. Cái đó là như vậy. Nhưng mà em biết không, vấn đề là bây giờ mình đã chọn nhau rồi. Dạ. Thì là mình đã chọn hạnh phúc rồi. Dạ. Thì mình phải lấy yêu thương để mà mình vun đắp cái hạnh phúc đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó thì bây giờ giống như em á, em thấy sao nè, để mà em góp ý với bạn chồng á về những cái mà gọi là mong muốn của bạn vợ. Thì nếu là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Dạ. Đó. Và theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng nha. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi, và mẹ vợ cũng đã thương em chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. Chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành hơn một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi. Đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ mình càng vất vả hơn nữa. Khổ lắm, anh nói thiệt. Bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn, chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Rồi dụ tắm rửa làm sao? Ổng tự biết đi. Em phải nói chứ, em không, phải nói chứ. Cô Vân, con xin giải thích cái này, tại vì cô Vân sao? Tại vì cơ bản ngày con, nghĩa là con vẫn đang vận hành một cái quán gà nướng, cô Vân hiểu không? Thì tối về, tại vì cơ bản con về là lúc bà ngủ rồi, thì con nằm dưới đất, con là con nằm dưới đất một góc nên tại vì sáng hôm sau con tắm rửa rồi ấy luôn. Bà tiện cái gặp, tại vì con thấy thực sự là con sót mẹ con giặt đồ á, cũng là giặt máy thôi nhưng mà một lần đưa ôm đồ nhiều lắm luôn. Một trong những cái tật xấu khác của vợ con đó là bà bừa. Một ngày con nói con một cái bộ đồ á, con ra là nhiều lắm một hai bộ đồ, nhưng giờ con là một nùi nè. Ôm nguyên một giỏ đồ chắc con được hai bộ. Mà mẹ con mẹ tại ở chung với mẹ con cũng lớn rồi, mẹ vợ con cũng lớn rồi. Bà rất là sạch, bà ở rất là sạch.
đâm ra kiểu như mỗi lần giặt đồ mà thấy mẹ ấy nhiều á, con kiểu con ấy nấy con riết là con cảm giác nó nấy cái bệnh nghĩa là đồ không mặc á, nghĩa là tới nào đi tắm được con ấy ra thôi, còn không thôi kiên trì mặc một bộ ấy thôi, không hợp lý, không có lý do bởi vì đó mình không thấy không nói cái gì anh cũng lý do anh được nói nghe là cái chuyện mà giặt đồ cái đó là nó có tốn kém cái gì đâu và nó có làm cái gì khủng khiếp đâu, với lại em nói là lý do là chính xác. Em phải thấy được cái sai của mình. Đừng bao giờ bao biện. Dạ không, ý là cái đó ngày xưa là giờ em đã thay đổi rồi, tức là thay đổi chưa? Có rồi, nghĩa là giờ đã chịu tắm rồi để... Trời ơi, đã vậy còn mùi gà nướng nữa mới ghê chứ. Trời ơi, ta nói mỗi lần mà đi ăn đồ nướng đó là em có tin là chị trước khi đi chị gọi đầu gì thì đi ăn đồ nướng về là chị phải gọi đúng nữa. Đúng rồi. Mà ám mà con người. Có biết là mỗi một lần cô gọi đầu là cô bị bệnh không? Vậy mà cô vẫn phải gọi đó là bởi vì bản thân mình không chịu nổi cái mùi hai đó. Hai vợ chồng khác hoàn toàn. Cho anh Tư nói cái này. Có thể em chấp nhận em ở dơ được, nhưng sau này em cứ nghĩ sức khỏe cho con em. Dạ. Em ở ngoài đường em tiếp xúc biết bao nhiêu người. Dạ. Bụi bẩn vi trùng vi khuẩn biết bao nhiêu người. Dạ. Và em vẫn mang nguyên si y chang vậy, mặc bộ đồ em nằm ngủ và con em phòng anh không biết nhà rộng nhà lớn và con cũng nằm nó chơi xung quanh đó. Và sau này sức khỏe của con em nha. Hên là bây giờ chưa có chuyện gì, lỡ như những con vi khuẩn, những cái virus nó không tốt. Dạ. Nó vào trong cơ thể con người em thì sao? Dạ, một dạ. Điều cực kỳ sai nha, em phải tắm rửa sạch sẽ. Cái đó là không, em chỉ giải thích về cái vấn đề là ngày xưa là tại sao nói thôi. Còn thực sự bây giờ là đỡ rồi, bà đi làm cả ngày bà không biết đâu. Thì thôi nói tóm lại dạ. Là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa chứ không phải là chỉ một mình đúng chồng rồi. Sửa đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn á. Dạ. Cô chỉ cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không. Bây giờ mấy một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm. Dạ. Ok, dạ. Có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được. Dạ. Cứ rồi con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi. Dạ. Nhiều khi đêm á, tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá. Thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là không những tắm nha, mà xài một cái mùi nước hoa, mà nước hoa ngải cho cô. Tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn. Con cố định cái mùi đó cho cô đi, cái đó con nói nghiêm túc luôn đó. Dạ. Ha. Dạ, rồi là một chuyện. Dạ. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút, rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút, đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi, đúng không? Dạ. Bây giờ cô nói con nghe nè, cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á, dạ, mà mình đem về rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội. Dạ. Thực sự là tội, bởi vì đứa nào cũng có công việc hết, đứa dạ nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi đúng con rồi được sống thật nhất với những gì mà rõ ràng là tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì mình không cần thủ thế nữa, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều. Đứa nào đi làm suốt là tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết, chịu không có nổi đâu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con thì cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác. Dạ. Có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói dạ hơn ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Dạ. Mỗi đứa sửa chút xíu đi con, dạ, đúng không? Đỡ gây áp lực cho nhau. Đúng rồi, dạ, cuộc sống dạ nó sẽ thú vị hơn. À, có thể gọi là buông xỏ cho mọi chuyện nó thoải mái, đúng nó nhẹ rồi nhàng, không có gì mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay. Là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị ê là không cái có mở nhạc thì mày mở lên đó. Trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Tăng hiểu không? Dạ. Con gái là ngựa phi được. Hiểu không? Dạ. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Và bây giờ mình sẽ đến cái màn gọi là bốc thăm may mắn. Bốc thăm may mắn. Chỉ có một cái nùi dẻ thôi nha, cái dạ đồ trà nồi thôi. Mà sao mà tôi thấy ba cặp, hai cặp với cặp Ngọc Thuận với cặp này cũng muốn, mà Quách Ngọc Tuyên cũng muốn. Em nghĩ là chắc em đủ rồi đó. Hả? Quay từ sáng giờ em nghĩ là như đó có thể em là em ba cái rồi, em còn phải cái nữa, nhưng mà theo chị cái này là em nhường em nhường cho Thuận đi. Thuận ở đây có nhường cho Thuận đi, cặp này nhường cho Thuận luôn đúng đi, tại dạ vì bên đây có hai đứa rồi, dạ đúng không? Ừ ha, rồi dạ